Miệt thứ check in ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy. 16 và 17 tháng 8 2021. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là hoàng hôn thứ 11 được Miệt thứ ghi nhận vào chiều ngày 16 tháng 8. Ở phần cuối video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ánh sao nơi tuyến đầu của tác giả An Hiếu, do một người bạn của Miệt thứ là ca sĩ Nam Khánh đang ở Sài Gòn thể hiện như một lời tri ân đến những chiến sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu. Và sau đây là những tin vắn đáng chú ý bà con cần biết tại tỉnh Kiên Giang được Miệt thứ cập nhật trong ngày hôm nay. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang có những diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong tỉnh liên tục tăng. Theo thông tin cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính đến 11 giờ tối ngày 16 tháng 8, toàn tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận 47 ca mắc mới, trong đó nhiều nhất là huyện Châu Thành với 24 ca mắc mới, thứ hai là thành phố Rạch Giá với 15 ca mắc mới, huyện Vĩnh Thuận và huyện An Minh mỗi huyện ghi nhận 2 ca mắc mới, các huyện Dòng Riền, Gò Quao, Tân Hiệp và thành phố Phú Quốc mỗi nơi ghi nhận 1 ca mắc mới. Hiện tại, toàn tỉnh có 16 khu phong tỏa và 70 khu cách ly tập trung. Và ca nhiễm đáng chú ý nhất tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 16 tháng 8 là tại thành phố Phú Quốc đã phát hiện một trường hợp nhiễm COVID-19 đã có kết quả xét nghiệm PCR thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Là tài xế lái xe giao hàng cho hệ thống cửa hàng Bách Hóa Xanh. Đáng chú ý, trường hợp này từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2021 đã lái xe giao hàng cho chuỗi 54 cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn 12 trên 15 huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang, ngoại trừ huyện Giang Thành, Kiên Hải và thành phố Phú Quốc. Tuy tính đến thời điểm này, lộ trình di chuyển của tài xế này đã được cập nhật rõ. Các địa phương có liên quan đã và đang tiến hành truy vết. Đơn cử, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn thứ 11 huyện An Minh đã tiến hành truy vết ngay trong đêm 16 tháng 8 để tìm người liên quan đến tài xế xe tải giao hàng tại Bách Hóa Xanh thị trấn thứ 11 ngày 14 tháng 8. Và theo báo cáo nhanh vào sáng ngày hôm nay, huyện An Minh có 8 trường hợp được xác định là F1, là những trường hợp tiếp xúc gần với tài xế trong ngày 14 tháng 8, ngụ tại thị trấn thứ 11 là khu phố 2 và khu phố 3 tại các xã Đông Hưng, Vân Khánh Tây, Đông Hòa và Tân Thạnh. 13 trường hợp là F2, là những trường hợp tiếp xúc gần với F1 từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8, ngụ tại thị trấn thứ 11 là khu phố 2 và tại các xã Đông Hưng, Vân Khánh, Vân Khánh Tây. Và có 27 trường hợp là F3, là những trường hợp tiếp xúc gần với F2 từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8. Rồi, anh em nào tài xế Kiên Giang có lộ trình từ Rạch Giá đi vô Minh Lương Tất Cậu thì ở nhà luôn đi nha anh em, không cho qua nha. Trước tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá cũng ra thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cấp thiết đi, đến và trở về địa bàn thành phố Rạch Giá trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16. Cụ thể, trong văn bản đã nêu rõ, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá ban hành công văn số 408 về việc hướng dẫn các trường hợp cấp thiết đi, đến và trở về địa bàn thành phố Rạch Giá trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có phát sinh một số vấn đề không đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cấp thiết đi, đến và trở về địa bàn thành phố Rạch Giá trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16 theo công văn số 408 ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến khi có chỉ đạo mới. Rạch Giá đi vô Minh Lương Tất Cậu Châu Thành là cũng không cho qua nha. Nếu Rạch Giá đi vô mà xin qua là sẽ ở trong Châu Thành luôn chứ không có cho ra Rạch Giá lại nữa. Thành nó có đâu nằm trong vùng dịch cho nên nó làm căng nha anh em. Đường xuyên ác cũng vậy nha, chặn hết trơn nha. Chứ không phải gì riêng một cái tuyến đường. Và những hình ảnh mà mọi người đang xem là tình hình thực tế tại chốt liên huyện thành phố, đoạn huyện Châu Thành giáp ranh với thành phố Rạch Giá, do tài khoản Facebook tính Lê Trung chia sẻ vào sáng ngày 17 tháng 8, tức ngày hôm nay. Anh em nào mà đi qua chốt này xin qua thì sẽ ở lại đó luôn đó. Không có quay về lại được đâu. Chốt ngay cho bánh xe sỏi nha anh em.
Đây, những cái xe nào mà xin qua là sẽ qua luôn, nó cho qua luôn chứ không có cho quay đầu lại. Đó, chiếc này là không qua được luôn này, nó kêu xin quay đầu lại nè. Kẹt nhiều lắm nha. Không có cho đi nha. Đường xuyên á cũng không có đi được đâu nha anh em ơi. Tại vì trong huyện Châu Thành nó có vùng dịch, cho nên là chạm lại không cho đi đâu hết. Rồi nghe anh giao thông, công an giao thông nói chưa? Toàn các xe ô tô tải thành phố Giá là đều quay đầu ở thành phố Giá hết, không có đi vô trong vùng dịch Châu Thành, huyện Châu Thành. Anh em để ý dùm cái nha, quay đầu hết luôn nha, công an cho quay đầu hết luôn kìa. Các xe ô tô con cũng vậy nha, qua xin qua là qua luôn chứ không có cho quay đầu lại. Đây xe quay đầu lại hết nè. Không nha, có giấy cũng không có cho qua nha anh em. Giấy test âm tính cũng không có cho qua luôn, dù có giấy luồng xanh cũng không có cho qua nha, có giấy xét nghiệm âm tính cũng không có cho qua đâu. Anh em nào ở thành phố Rạch Giá, chỗ yên đó không có cho vô hướng về Châu Thành. Châu Thành, ở Châu Thành thì cũng không được ra hướng Rạch Giá. Xuyên Á cũng không có đi được đâu nha, Xuyên Á nó cũng chậm luôn đó nha. Ở đây là anh công an mới rao là chỉ có nhân viên bộ đội, nhân viên làm trong bệnh viện y tế thì được qua lại các xe Honda đó. Làm việc nhà nước thì được qua lại, còn dân là không được qua lại. Tất cả các loại xe, xe máy, xe ô tô tải, du lịch, nhân viên ngân hàng, làm việc nhà nước thì được qua. Ưu tiên cho quân đội với lại công an. Nhân viên ngân hàng thì được qua. Nhân viên bệnh viện thì được qua, còn dân bình thường là không có được qua nha. Tất cả các xe đều quay đầu hết, còn ai muốn xin qua là qua luôn chứ không có quay đầu lại, không có đi vô lại được. Và đây là hình ảnh của nam ca sĩ Nam Khánh đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là một người bạn của Miệt Thứ anh đã chia sẻ. Hình ảnh các chiến sĩ tuyến đầu mắt ướt nhòa khi không thể gặp cha mẹ lần cuối, lòng đau nhói lặng nhìn con thơ khóc đòi sữa mẹ vẫn dứt áo ra đi, hay lo lắng đến nao lòng khi không thể ở bên cạnh chăm sóc cho người thân gia đình lúc nguy khó. Tất cả những nỗi niềm ấy đều được họ, những người chiến sĩ áo trắng, áo xanh giấu kín trong tim để tiếp tục kiên cường hoàn thành nhiệm vụ. Từ đáy lòng mình, Nam Khánh xin được tri ân những chiến sĩ thầm lặng nơi tuyến đầu ấy. Chân đánh của toàn dân.
là kẻ thù của nhân loại. Trên tuyến đầu, người chiến sĩ áo trắng áo xanh. Nhưng em ơi, anh lính mà lẽ thường gian khổ nhiều cùng với những hiểm nguy. Nằm nhìn sao trời đêm ướt lạnh, anh hứa rằng vì đất nước lên đường. Rồi ngày mai nắng lên bình yên, ta lại tìm nhau trong muôn ánh mắt, dang rộng vòng tay ôm hôn thắm thiết, lấp lánh trên môi nụ cười, khẽ nói yêu không ngại ngần, đánh tan giặc kia lùi bệnh, để được bên nhau yêu thương. Ngàn vì sao sáng soi tình ta, phút giây chờ nhau mong tin chiến thắng, có em sẽ chia luôn luôn sát cánh. Hãy nói ta chung nhịp đập, ta có anh nơi tuyến đầu, ánh sao của em ngời sáng. Chờ nhau mong tình chiến thắng, có em sẽ chia luôn luôn sát.